Tại vì không? Rồi thầy có cái giường nữa, thầy bảo để đóng cái giường đi. Mấy bữa nay thầy giục đồ dữ lắm rồi đó. Nó tính giục cái tủ kia nữa, tủ cái hướng trên rồi. Tủ nào? Bên ngoài thấy nó đẹp thì chứ bên trong một vết trên rồi, tủ hổng lộn đó. Rồi bây giờ bắt cắt phải rinh ra giục nữa đó. Kéo về ngành chết rồi. Đó, vậy là chúng sinh á. Đi lượm, cần kéo bộ đội đâu bây giờ, kéo đi giục. Bây giờ lúc này đông chợ nữa nè. Nó đông, đông cây không kia đâu có chợ đâu. Đó, nó chợ. Thấy không? Bây giờ phải kéo đi dục nữa. Rồi, ra lượm. Ông đi lại ngay đây nó lấy ra. Hôm trước đây có tủ cũng ngon lắm. Thôi. Lượm giờ là kéo đi dục mệt quá. Cho nên thứ tư là mày nhậu muốn đi đâu không mày. Các bạn thấy gương mắt cái đi lượm. Lượm giờ là tất nhiên đi dục cực mấy bộ. Người ta dục, ta thấy mình lượm, ta cảm ơn. Mà tới thì mình đi dục có mấy mệt đó. Vậy ông này để ngay đứa này nè. Thầy gọi nó tới chứ sao đó. Anh thua gì đâu thầy. Nó tới nó lấy hết. Bởi Đức Thế Tôn chưa bỏ ra thì hết sức khỏe, mình cứ bỏ vô không là nó cần hết sức khỏe. Cái đó về tùy cơ ứng biến này ơi, thầy nói vậy không phải. Lúc nào mình nên bỏ ra mà lúc nào nên mình bỏ vô. Chứ tại vì nó cứ bỏ ra không lấy gì sống. Còn không có sống được. Họ nghĩ lại con người sao nó không bao nhiêu đặc biệt quá. Ăn cũng vậy nữa. Nghĩ ăn có bao nhiêu mà ăn dậu ăn giả trời ơi ăn. Ăn không kịp nó mới bao gan, nó bị bao tử gan là do ăn không và, ăn vội vã chứ đúng ra à, thành ra nó cực hết sức cực thầy phải cố gắng chứ con bò ăn trâu đâu giờ nó bị bao tử đâu nó nhai thấy không nó thầy ăn nhưng mà trưa nó ngồi nó nhai lại mình không đời sao nó không có gì mà sao nó chia vậy chứ nó cực nó tôi giờ là muộn rồi chứ thành ra là không chịu lẹ không hay gì kịp hết trơn trời. Mà không làm thì nó cái tánh nha, cái tánh nhà thầy thấy cái gì mà chồng qua, có chịu đó. Thấy cái cỏ trước Quan Âm chịu không nổi ngồi nó quơ đại quơ trúng mấy gai hoa hồng máu trời sao tức cái mình hoa hồng nó đẹp mà sao cái gai nó độc ác thiệt chứ cái gai nó có cái quéo đã đụng cái là nó lấy thịt lấy máu mình rồi nha đúng là cái con nào mà đầu thai là cái hoa hồng nó ác thiệt còn mà sầu riêng cũng vậy nữa. Mỗi lần ăn sầu riêng là mỗi lần phải đổ máu hả? À, thầy đọc cái cai kìa nói hả? Thì bởi vì hết cực hữu tất hữu lui. Hồi là trước sau gì cũng chảy máu ăn. Con thầy thường thường mấy ấy sầu riêng á, mấy con trai nó nảy ngay cái cuốn á. Cái đó thì nó dễ rồi, nó cái loại sầu riêng nó dễ khửi. Sầu riêng là sầu riêng đông đá. Ông thấy không? Hả, mỗi lần ăn sầu riêng là mỗi lần phải đổ máu với nó. Mà hoa hồng thì khá đụng nó là đổ máu à. Hi cục vậy. Thì nó mới đẹp, nó mới ngon. Cái đàn này à, nãy em nói hoa lan, tôi bây giờ tôi trồng hoa lan cái thứ mà bám vào thân cây mục của tôi cũng thích. Tại vì kẹt là sau này hoa lan thứ nhất là chân nó lâu, thứ hai là tại vì người ta muốn cúng chứ thật sự tôi không bao giờ thích hoa lan. Thế à? Đời tôi ghét hoa lan. Ngoài này con mua mấy tôi ghét cái thứ mà ăn bám lắm. Cái loại nó ăn vào thân cây mục không mà nó bám ta không chứ nó có bao giờ nó ăn tự nó ăn đâu. Ăn thang, ăn thân cây mục, thấy không? Nó cục thang rồi mà đi bám vô ăn. Rồi không thì cây miếng sư dừa đó. Không là cái cây nào mục nó bám vô nó giống như chùm gởi đó. Có lên chưa? Lên đi, tôi có mấy cái thư cho anh quan trọng nè. Ok. Quan trọng rồi. Ok, bye bye. Cần sớm làm tốt nha. Cũng về á. Lấy nước bài la cho ăn nè. Ừ. Ai thích bài la này mà nào này là ngược lại có cái thích bài trắng. Nó nên trồng được mấy chậu rồi đó. Thích bài trắng lắm. Nè. Nhưng mà đều có cái hoa này. Thầy không thích hoa mà sao giờ thầy nói thích hoa bài trắng. Thầy vừa bảo thầy không thích hoa. Không thích bài la. À không thích hoa la đây à. Đẹp gì đẹp là mày nhìn hoa la là mày cũng ưa hết rồi. Nói cho nó là cái gì mà nó hơi ghét nhưng mà ý nói chuyện đó là con người của cái kiếp của cái hoa lan á là nó bám vào thân cây mục. Không biết mà đàn bà mà bám vào thân cây mục là thứ đàn bà hư hèn. Nó giống như thứ đàn bà đẹp mà bám vào thì gọi là hoa lại mà cầm bãi chiếc trâu á. Đàn bà đẹp á là thường người ta khôn ngoan, người ta kiếm chồng xấu.
nó củi tre dễ nấu, trồng xấu dễ xài. Đàn bà mà đẹp mà đi kiếm chồng đẹp đó nó không có giá trị. Nhưng mà chân nó không ưa rồi sao thầy? Nó xấu quá chân không ưa, mình đẹp quá chừng chừng mà chân nó xấu quá sao không ưa được. Ít ra phải tương xứng một tí thầy không ơi. Thôi được được thôi, đừng xấu quá. Đừng kiểu như hồi xưa Võ Tòng như hả, Võ Đài Lan như thế. Dạ. Phan Kim Liên hả? Dạ. Cứ hỏi sao chân mình thấy quại thôi. Chồng người ta thì trông cái nhỏ nước miếng, chồng mình thì trông thế nhưng có nhổ. Con hỏi thầy sao? Nói mỗi người đúng vậy thầy ơi, cái gì nó có tương ứng với nhau thầy, nồi nào cái vùng đó. Không thì ý nói chuyện hay thôi chứ đúng thì nồi nào nó vùng đó là đương nhiên. Nhưng mà nó thường thường á, nam đa sắc nữ đa tài, hay là nam tham sắc nữ tham tài. Đàn ông thì thích sắc đẹp, đàn bà thì tiền thích tiền hơn. Hai vợ chồng đẹp về không đụng đúng tay hút chất ăn hả? Ra là phải có hai người, phải có một người đi làm, một người ở nhà làm cái bình phong cho người đi làm ở về ngắm. Nói chung nó cũng phải xã hội, nó phải có qua có lại. Ghét cái qua hồng, lỡ chồng rồi cái gì đó. Đụng đầu gai đó, đụng đầu chảy máu đó. Được mình ghê. Cả cái nhánh nó cũng có gai nữa chứ không phải. Thì nó gai từ cái bông, cái lá, sát cái bông nó cũng có gai nữa. Rồi chứ đừng nói. Nó là đỡ máu, biết bao nhiêu giọt máu. Thọt vô hơn, mấy cái cỏ xong nó lên quá trời, nó chen nhưng mà nó lên. Nhưng mà tại làm biết, cũng tại mình. Hay đi kiếm cái bao tay và bao tay dày đó. Bao tay dày thì không sao, không bao giờ bị kẹt cái gì đâu thầy. Bây giờ thầy đứng để tiện đó thì thầy làm luôn thôi. Đang thấy thì hốt ngồi hốt là. Quay qua là hết tháng 7 giờ hả? Hết tháng 7 rồi. 19 tháng 7 rồi không? Vâng. 19 năm lịch rồi. Vâng, 19 năm lịch là tháng 7 rồi thầy. Ủa, tháng 7 đến giờ. Dầm, vừa dầm xong bây giờ sắp trở tới hết. Chưa bây giờ còn uống cà phê sầu riêng bây giờ. Ngon, uống rất ngon. Hết mùi cà phê luôn này. Mùi sầu riêng bạc hết. Mùi sầu riêng nặng lắm cái này. Thì đó cho nên quen này, cho nên uống cà phê sầu riêng là phải gọi là cà phê kích tròn á. Thì nó mới còn cái mùi. Đế hả? Có cô Phật tử Bình Phước cổ hay nói nha. Cô làm sầu riêng nguyên ở gì cà phê. Nguyên chắc không pha không gì hết trơn á. Mà mùa dịch bệnh này sao mà gửi qua được. Mà sau này cũng làm biến rồi. Tại bữa nay có miếng sầu riêng rồi. Uống làm chơi nhớ cái mùi vị quê hương rồi làm. Chơi thôi. Bây giờ cũng uống không uống. Này uống thì cũng quen đi thầy. Thầy uống tại ghiền à. Không ghiền. Thầy không ghiền rồi hả? Không ghiền tại cà phê nó nóng lắm. Nó... cái cà phê nó bên Mỹ này nó nhiều cái vị quá, nó không ngon. Không có người ta người quen uống theo kiểu Mỹ thì uống ngon, chứ mình uống không, hay là tại vợ gì nó dư giả là sao không thấy ngon. Đúng chứ ở đúng là ai nói là cà phê Mỹ không ngon, nhưng người ta bắt độ ngon chứ. Rồi ôi ơi, nồi khắp thế giới này ơi, uống lần hai lần là giờ cũng ngán rồi. Việt Nam cũng mê lắm à. Cà phê Trung, cà phê Starbucks đó, nổi tiếng á. Đấy anh nghe thấy kìa. Có này có gì cho anh uống không? Đó còn ly cà phê đó, xét ra đó. Dạ, cho anh đưa cho anh nữa dạ. Dạ. Vào đi cha, anh sao vậy? Dạ, sao không qua anh đi đâu mà tôi chờ anh hoài, không thấy anh đâu cả. Dạ, tôi mới mắc làm cái đi cái bể. Dạ, cà phê là anh sẵn đó. Qua đi cho thằng nhỏ nó... đi nó lô phải không? Không phải, dạ đúng rồi, đúng có rồi, đi lô. Qua tạng sĩ gặp ông qua lô mà. Đúng rồi. Này tôi xếp nghe, tôi biết ông tới, tôi nước phải la gặp ông. Mà tôi không thèm kêu, tôi nói kêu mà. Ông tưởng đâu mà. Đi làm cái bệ để cho thằng nhỏ nó thay cái máy lạnh system ở bên cái nhà của nó. Nó thay được hả? Hả? Đi mua.
đi mua cái máy lạnh mới về gắn vô. Tại vì cái máy ai gắn? Thì tôi đi mướn người tới gắn. Anh có người gắn hả? Ừ. Nó mua cái máy 2.500, 2.600, 2.400 tấn, 2.4 tấn, bự lắm. Hít với là e nó nằm dưới đất luôn. Anh hiểu không? Bây giờ nó mua cái đó rồi. Bây giờ tôi phải làm cái đế cho nó. Đang tuần tới cuối tháng này nè, nó mới đưa cái máy lạnh về nó ráp xuống. Nó có phải cái cầu nó nặng lắm. Bên cái thằng ráp máy lạnh đó, thằng bán máy lạnh đó sẽ đem tới cho đó cho anh nó bỏ xuống cho. Bao nhiêu tiền cả tất cả cái đó? Cái tiền thằng máy không là 2.600. Còn cái thằng công? Còn cái thằng công nó lấy 4.000, tức là 6.600. Cái nó không lấy được thì để vô thôi như vậy đó vậy. Không, nó chạy ống dài đồ chứ không phải anh. Thí dụ tôi nè, nó làm miệng làm đồ đúng rồi, nhưng mà thí dụ tôi chỉ giờ ra xa thôi được không? Cái tôi có cái ống đầy đủ hết rồi, giờ chỉ dời xa thôi được. Được, để nó làm xong cho tôi rồi tôi kiểu nó làm cho. Thầy có hiểu ý con muốn cái gì không? Hiểu. Đó. Ông về máy lạnh thầy đi ra xa mở rộng cho một ông thôi. Vậy chứ gì? Đó. Mà thôi, nhưng mà lỡ tới đây là thôi kệ đi. Để không, không cần, không cần. Ông đang tính đây nè, có dán áp rồi thì chắc mở rồi thôi, để tới đó rồi ta tính luôn chứ. Gần ngưng một tuần. Ngưng tuần này, ông nói tháng 9 ông rảnh á. Để ông có phụ hôm qua nói thầy kêu sĩ hay kêu ai? Sĩ. Nè, uống cặp rượu riêng. Mày la nó nước không thấy chưa? Tôi không phải tôi nói tốt là tôi không có nịnh hót ai nghe. Bạn tôi thương trong đó hả? Ừ, không thấy. Nghe nè, thương mấy ông già. Hôm qua ông tới bữa nay tôi nhớ tôi lục với cũng phải la nó nước cho ông đó. Ông nói tôi thì nói tại vì ông tội nghiệp không có răng. Ông giờ tòa lạnh mất không hà cho nó mới luôn phải la. Cái con nhỏ nó đứng thách thức trên hài đạt tới 250 triệu của thằng Trấn Thành đó. Nó nhờ không có cái răng đó mà nó nói thằng kia anh thử hôn em mà lúc không có răng thử coi cái cảm giác nó ngộ lắm. Thôi trời ơi, nó hằng nhất đó thầy ơi. Ông, trời ơi, có cái đó sao không bỏ được. Không có, ý tôi nói cái đó là cái đó là cái đó người ta hằng nhất để cho tôi tu. Móc móc đó mà đã khổ cả đời đó, ông rào đã khổ cả đời thì không có để cho tôi. Cái dụng móc đó mà khổ cả đời. Móc mà mệt. Để ví dụ anh sẽ cũng quên của anh. Bình thường nha. Rớt rồi hả? Không có miếng nó đi. Xong hết rồi. Tại biết sao. Tôi chạy lâu lắm. Sầu riêng trong đó. Không có cái này, không có sầu riêng. Không có sầu riêng được ạ. Bởi vì tới này là tháng tôi quậy cà phê. Rồi sữa. Đã sữa ông Thọ đó. Mà sữa ông Thọ tôi phải làm chính. Là trời nó nguội mới mỏi chứ lạnh. Thằng Hoài Linh nó nói ông Thọ mình có sữa. Đàn bà mới có sữa chứ đàn ông không chứ. Rồi. Qua tháng 9 mới làm hả thầy? Không, thay gì làm rồi. Nhưng bây giờ là ông sĩ ông bạn có cái bà đó, bà đang nghỉ quá, bà ở nhà bà hư gì đó. Rồi tôi nói thôi, thấy bà điện quá đang nghỉ hoài thôi. Chú đi làm cho bà trước đi, tôi đâu gấp đâu. Nó gặp con ở đâu ta? Lô thì có, nhưng mà không biết, không phải hôm qua. Hôm qua, bây giờ ông nó gặp ông chở bà đi ha, bà nắm tay nhau đi. Trời ơi, nắm tay nữa, thầy ngược lại chắc không thấy. Tại vì hôm qua đi mua tới mấy chục bao xi măng để phải lan cái nền, lan nước rồi mà đổ cái nền đó. Thôi tôi lấy cục nhỏ nhỏ thôi ông ơi. Anh nhìn sao? Trời ơi, ăn nhiều quá, mai mốt tôi chết thì cũng ấy nè. Trả thiên trả địa chứ. Trả thiên trả địa thôi. Mà thiệt nha, anh không biết anh có chứng kiến cái cảnh lúc đó chưa hả? Lúc đó đó. Tôi không biết nhưng mà tôi phải. Cái con người của mình đó thầy. Lúc chết đó nghe, là cái thứ gì còn trong người là nó sổ sạch ra đó, nó sổ ra hết á. Phải, nó đau quá, không sổ ra được. Hả? Nó sổ mà. Không, nó đau quá thì không sổ sao được. Ồ vậy hả? Nó đau, trời nói chứ bởi vì nó tại sao thiệt ông nói thì nó hay vậy đó. Nhưng mà mình chưa chết thì mình nói là thó thú sạch chết thì chứ cái người này chết là sao sợ. Nó đau khiếp lắm. Ồ vậy hả? Từ khi mà cái tâm mà nó rứt ra khỏi cái thân là nó đau ghê lắm ông nhỉ. Mà hả, càng không có tu hành nó càng đau hơn chừng nào. Vậy là ông đang nói tới một phần dính vô đạo rồi đó. Không hiểu nó đau lắm chung thượng. Tại sao không có người nào chết mà xin lỗi ông nghĩa đại trong vừa cái đâu. Có ai không nổ luôn chứ mà đau ghê lắm. Ai cũng bị hết á. Sạch. Cho nên tại sao các vị thiền sư á,
họ tu thăm, họ luyện thăm mà khi mà cần cái là họ nhập địa đó, nhưng là họ tự họ rút cái thân cái tâm khỏi cái thân rất là hay. Mình rút không nổi chuyện gì mình bỏ vô không sao rút nổi. Mình bỏ vô không cái gì mình muốn bỏ vô nên gần chết không có không muốn bỏ ra phải không? Ok, ai vô vậy? Bữa có nào, nhiều bữa nào thấy ông đổi giọng mới nữa. Đâu có, cái giọng kia nó sệ quá thôi, thôi nằm giọng Việt Nam mà đi. Ừ. Tối là khi nằm, cái giọng kia nó sệ quá, nằm nó ép cái tim quá. Trời ơi, chú như thật căng lên, kéo căng lên. Thôi để mà muốn làm cái nhà tỉnh này, làm cái gì đó, cái khoen trong cái cọt cọt luôn cho nó chắc. Giang nằm chứ không có cái giá giọng này, không có đem lên luôn. Đứng lên ngồi xuống khó khăn lắm rồi này, nhà con cũng có cái giọng vậy đó, trời sáng đứng dậy khó khăn lắm. Ừ. Mình ráng đi. Vậy cho nên làm sao mà mình buông á, mình còn xin tiền nè. Mình buông được cái gì á là khi mình ra đi nó nhẹ cái đó. Chứ không nó bám níu ghê lắm. Mà nó bám níu nhất là nó chấp vô cái thang ngũ uẩn này nè. Cái thang tứ đại này nè. Nó đau thấu xương. Ý Đức Thế Tôn mình á, thật ra Thế Tôn là người đã buông xả rồi đó, thấy chưa? Vậy đó mà một vị Như Lai Thế Tôn mà khi mà Thế Tôn gần nhập diệt, Thế Tôn đau cũng hoàng hoại chứ đâu có vừa đâu. Trong kinh cái Niết Bàn diễn tả đó. Đau trong tâm á này. Không, đau xác luôn. Cái xác. Tại vì Đức Thế Tôn năm 79 tuổi là ngày bị cái bệnh kiết lỵ. Kiết lỵ mà từ cuối năm đó mà nó dài cho tới tháng 4, đúng ra là thật xa. Nếu xét đi xét lại là Đức Thế Tôn nhập diệt tháng 4, tháng tư âm, cỡ tháng tư âm mình đúng không, tháng hai là sanh cũng tháng tư, diệt cũng tháng tư luôn. Nên vì vậy mà bên Nam truyền, bên Phật giáo họ mới làm cái lễ Vê Sắc á, là ba cái trọng đại đó, là nhập diệt, đản sanh với thành đạo đó. Vô tháng tư hết. Rồi Vê Sắc đó, lễ Vê Sắc đó. Bởi vì á, bên khi qua bên Tàu đó họ mới chia ra. Họ mới chia ra này kia nọ, chứ thật ra hàng năm á, cứ vào trăng tròn tháng giêng á, tháng giêng mình á, âm lịch á, là tất cả các vị đệ tử vân tập về thăm Đức Thế Tôn. Vị nào có thần thông đi bằng thần thông, vị nào như người bình thường thì đi người bình thường, là cứ biết cái ngày đó là dân tập về để đảnh lễ Đức Thế Tôn, để nghe Đức Thế Tôn chỉ dạy gì đó, là vào cái ngày trăng tròn. Thì năm đó Đức Thế Tôn mới nói là 3 tháng nữa ta nhập diệt. Thì phải từ tháng giêng 3 tháng nữa tháng 4 không? Đúng rồi. Chứ làm gì có tháng 2. Thành ra sau khi qua bên Tàu rồi mấy ông sửa tới sửa lưu riết rồi thành ra nó tháng 2. Tháng 2. Tại vì qua bên đó là lấy lấy từ cái cuốn Chu Thư Dị Ký. Chu Thư Dị Ký là của đời nhà Chu á. Chu mà thời của Chu Chiêu Vương, Chu Mục Vương á. Là cái thời mà trước sao tâm quát người ta có sao qua trước cái thời mà những cái năm mà Đức Thế Tôn sẽ thị hiện đó, thị hiện là trước nhập viện, trước khi nhập viện trước tâm quát hay sao thôi, là tự nhiên trước tâm quát sao chứ thầy, trước tâm quát ba ngàn mấy, 2000 không, tâm quát thì cũng vậy thôi. Tâm quát thì 300 mấy tức là sau thời gian sau mấy trăm năm, mấy trăm năm tâm quát thì 300 mấy sau khi hoặc ở sau khi trước công nguyên 300 mấy, trước công nguyên đúng rồi đó, thầy nói trước công nguyên 300 mấy, tôi là trước công nguyên 600 mấy, đúng rồi. Nhưng mà bây giờ lịch sử đang khảo cổ là hơn nữa đó, nghe nói. Bởi vì nếu mà đó là Đức Thế Tôn mà xuất thế năm 544 hả, năm 624 trước Tây lịch á, là trước Đức Chúa ta đưa trước thể hiện 80 năm, là trước Đức Chúa là 544 năm, ở nhiêu đó nói. Thì bây giờ mình ngược lại mình nói vấn đề đi, thì như vậy là nhỏ hơn ông lão tử, nhỏ hơn Đức lão tử, mà nhỏ Đức lão tử nhiều à, Thích Ca nhỏ hơn lão tử à? Rồi nếu mà nó tính theo cái năm như lịch sử Phật giáo nhỏ hơn chứ. Thành ra cho nên, nhưng mà nó có cái truyền thuyết thôi chứ không biết lịch sử đúng hay sao, nhưng mà cũng ghi vào lịch sử đó là mấy vị này muốn có cơ hội gặp nhau nè,
Bây giờ thời đó đâu có văn minh hiện đại gì đâu. Mơ thì bây giờ thì cũng cái đấy thì nói vậy thôi, nhưng mà thật ra bây nhưng mà bây giờ ông này là tiền kiếp ông mấy ngàn năm trước á, ông là đệ tử của lão tử, thấy ông mộ không mà ông lão tử là ông không có chủ trương dâm dục à. Ông này đâu có dâm dục đâu thầy, người ta mê ông chứ ông có mê ai đâu. Mù thầy ơi, thầy không thấy ông, thầy không thấy ông mặt sáng sủa, ông mê đó, người ta mê ông Khổng Tử chứ ông Khổng Tử vợ coi kia chứ lão tử là liền tinh đó khí luôn, có thằng nào đúng rồi. Mà cái đạo của lão tử thì nó ngang với cái đạo mà gọi là tịnh vệ đó. Tịnh vệ là một cái giáo phái của Bà La Môn giáo thời bây giờ đó. Ồ vậy hả? Dạ. Ủa sao Tàu cũng có Bà La Môn đó này? Thời đó đó cho tôi không nói. Thì ra nếu so sánh lại thì Bà La Môn giáo với cái đạo lão tử nó giống nhau ở chỗ cái giáo phái Bà La Môn, phái tịnh vệ đó. Tịnh vệ là cái phái này là chủ trương ăn chay. Rồi chủ trương cũng nhập định nhưng mà không chấp nhận là việc dâm dục. Phải ngọt không ơi? Không có đặt ra vấn đề dâm dục. Thế thì người ta nói như vậy có đúng thầy? Người ta bảo nếu mà so sánh á, đạo Khổng á là tiểu học, đạo lão á là trung học, đạo Phật là đại học. Thì người ta so sánh như vậy có lý. Thì tại vì lý do là Đức Khổng Tử dạy cho nó nói về chân lý đó thì đúng. Thì nó có lý là so sánh như vậy vì lý do là Đức Khổng Tử là dạy cho nó hoàn hảo với cái cách làm con người. Đúng rồi, thì cho nên Đức Khổng Tử thì mới gọi là thánh chi thời. Thánh chi thời là thánh thế gian, thánh thế gian chứ chưa gọi là thánh xuất thế gian. Thánh thế gian. Còn ví dụ như cũng có vị thánh nhưng mà gọi là thánh chi thời là vì cái thời của người ta được làm thánh. Ví dụ như cái tích mà ví dụ mà ông nhiều nguyên đó, nguyên mà ví dụ mùng 5 tháng 5 á, ta cũng gọi là thánh nhưng mà thánh chi thời. Tại vì cái giai đoạn đó ông không can gán vua được, ông nhảy ông chết trầm mình vậy để cho ông vua ông sáng mắt cho thần dân tỉnh ra thì gọi thánh, nhưng mà thánh chi thời. Hay là ví dụ như ông nói những cái gì thánh vậy đó, như Tạng Nhân Đạo của Việt Nam ta đó thì cũng gọi là bậc thánh đó, nhưng mà thánh là thánh chi thời. Bởi vì cái thời cuộc đó cho nên ngài được làm một ngài được trọn cái tấm lòng hy sinh cho nước, cho dân tộc, mà coi như không ai dám làm được điều đó. Ngài sanh ra cùng cái thời đó đó, gọi là thời cuộc đó, như vậy là một bậc thánh. Mà dân người ta phong thánh hay là có một cái đấng nào đó phong thánh? Phong thánh là mình phong, do cái sự dân cũng không đủ nữa. Hàng trí thức, hàng thức giả, hàng mà cái tấm lòng nó quảng đại bao dung người ta, người ta gần làm được điều đó, người ta không làm được thì ta mới có đủ khả năng ta phong thánh, ta kính nể. Bây giờ mình dân cũng chưa chắc gì phong thánh ai nghe. Đó thành ra tự nhiên nó bởi vì ông muốn phong ai á thì ông phải lớn hơn người ta mới phong, đúng rồi ông hiểu không? Ra tin nhân nhưng mà bây giờ thì ai phong? Ví dụ như ông Lê Văn Duyệt, kể cả ví dụ như cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh rồi theo lẽ các cụ này được phong thánh hết đó chứ. Cái thời đó không ai dám làm. Có nhiều nghĩa sĩ như vậy nhưng mà họ muốn làm nhưng mà họ không đủ bản lĩnh như các cụ. Các ngài hiểu không? Cho nên thành ra về nhà vậy mà các vị này nè mới hiệp lại tôn trọng vị này là cái như là bậc anh cả, bậc gọi là sanh di tướng mà tử di thần, thành ra nó phong thánh. Còn vậy, thầy nói như vậy là Phật Thích Ca để ai phong Phật? Đức Phật Thích Ca là hàng trời người tôn sưng chứ không ai phong, gọi là Thế Tôn. Thế chứ Thế Tôn nghe mới gọi Đức Thế Tôn không nghe. Trời người phong, anh nhớ nè, trời người tôn sưng chứ không phong. Tôn sưng đó. Tôn sưng còn không đâu có tự sưng. Ngài đâu tự sưng đó là một chứ là thời Phật không có chữ Phật phải không ạ? Có chữ Phật đúng không ạ? Không. Bà La Môn thì có chữ đạo sĩ hay chữ sa môn. Vâng. Hay chữ thánh. Không có chữ Phật trong Phật không ạ? Không thiên. Về sau này mình với nâng lên như vậy. Thì tại có ổng mới có chữ Phật ra đời. Có chữ Phật ra đời mà tôi không có chữ Phật nữa. Bụt giác ngộ đó. Bụt đà. Bụt đà. Qua bên Tàu bây giờ nó chữ Phật đà. Rồi riết mắt chữ đà thì ra cái chữ Phật. Chữ Phật đó là chữ Bụt.
Cho nên ngày càng nước thải nó ngọt hơn, không học chấp nhận với tiêu hành thì mụt. Thầy, ông mụt, ông mụt. Ở người Bắc thôi, hồi xưa rồi. Rồi chưa người Bắc là mụt. Mà ông mụt thì ngược lại theo như Việt Nam mình á, thì ông mụt mình là ông tiên. Vì vậy cho nên khi qua tới Việt Nam thì buộc lòng phải lấy luôn copy nguyên cái mảng của Tàu. Chứ còn nếu mà theo qua Việt Nam thì gọi là ông giác. Bởi vì Phật Đà, Phật nó cho đủ là Phật, Phật Đà Gia mới dịch ra là giác giả. Thấy không? Giác giả là ông người giác. Giác giả là người giác chứ không có cái gì khác hết trơn á. Mà giác tức là giác ngộ đó. Giác bây giờ là tỉnh á, người tỉnh á, giác là người tỉnh á. Như vậy tiếng Buddha tiếng là tiếng Phạn hay tiếng Buddha là tiếng Phạn chứ không phải tiếng. Mới dịch ra là Phật Đà. Tiếng Phạn là mới dịch sang là giờ là một lần nữa là mới giác giả. Giác giả mới dịch sang tiếng Việt lần nữa là người giác thôi, chứ giả là con người. Nó là đứng sau thì nó mới dịch ra là con người giác thôi, người giác chứ không nói con người. Bởi vì đã giác rồi thì không còn con nữa. Ví dụ như từ cái hàng trời đó lên đó là thiên. Thinh Văn, Thiên Giác, Bồ Tát, Phật chứ đâu có nói con người nữa, con trời. Người trời. Còn bây giờ mình là con người, bởi vì nó nửa con, nửa người nè. Thấy không? Nửa con, nửa người cho nên nó còn đủ thứ chuyện hết trơn. Nhưng mà trời vẫn còn giám dục nha. Trời còn vợ mà. Dạ, trời vẫn còn giám dục à. Ông trời thì... Tại Thiên Đại Thánh đó, ông trời có bà thánh, bà vợ ông trời chứ bà gì đó. Từ đó là nói thì nói vậy thôi, chứ còn mình cũng không biết được, là do bên cái đạo thần họ tự họ đưa lên. Không, cái này ông trời ở đâu, ông trời là cái này đó, phải đi qua gặp ông Ngô Văn Kiệt. Trời đất ơi, kiếm ông đó, đến kiếm Thầy Thiên Đại Thánh. Ủa chắc ông nội này chắc vợ nó không cho ngủ chung, tưởng tưởng vậy quá. Giống mình Trung Nguyên vậy đó. Khổ ghê vậy, vậy. Tỉnh gì mà tối tôi tại vậy mà sao mà tỉnh như mình cũng bắt trước mình nghe. Tối tôi vô bắt sao dính nè. Dính nghe. Mấy năm trước đó, có một cái tạp chí nó nói người Việt Nam mà không đi thờ thánh Việt Nam, không đi thờ thánh Tàu. Ông có nghe cái đó không? Thầy có biết cái ông thánh Tàu đó. Ông thánh Tàu là ông Quan Công cao quá nhiều. Ông là Trung Kiệt thôi, Trung Kiệt thôi chứ không phải là vậy mà dân người ta phong ổng làm thánh. Nhân sĩ thầy ổng nói đó, nó là phong làm thánh đó, ổng tự làm thánh đó, đem thờ ổng. Mà đúng là cái gì thờ riết ai cũng linh, cho nên là nó trở thành linh thiêng. Trong khi đó trận đạo không thờ mà thờ ông... không tại cái Việt Nam mình nó bị dướng vô cái nền văn hóa Tàu nó đô hộ đó. Nhưng mà thật ra bây giờ ông nói tới đây tôi mới nhớ là một chuyện nữa, tại sao biết bao nhiêu người dẫn ra dẫn điều binh khiển tướng. Nếu tính ra đó hồi đó có ông Quang Vũ rồi có ông gì nữa đó, cũng ông gì nữa, nếu chém mấy cái trận đó đó thì cái ông Quang Vũ này là ông Quang Công rồi đó, giờ Quang Vũ đó với một ông đó nữa, đều là chém quân chém hơn 20 vạn cái đầu. Yeah. 20 vạn cái đầu. Mà tại sao ông kia chết đọa địa ngục, còn ông Quang Vũ này chết được không làm thánh. Tôi thậm chí đi vô tới chùa được không làm già lam chân thể, đâu hai ông bà kìa. Ba cái chỗ đó tôi nghe nha. Trung Nghĩa Dũng. Ba cái đó. Không. Ta thờ ông đó đó. Ông này không Trung Nghĩa Dũng, ông kia thì cũng. Không, này. Đều là. Không khác nhiều lắm. Thứ nhất là Trung, ông với Trung, với Lưu Bị. Thứ nhì là ông có Nghĩa, ông ở với Thảo Tháo, cũng Nghĩa đàng hoàng, tha cho Thảo Tháo, dù chết cũng phải ra. Còn Dũng là ông đánh mạnh lắm, ông đánh là không có thua ai cả. Trung Nghĩa Dũng ba cái người ta xong ông đó. Đây là chưa kể cái chuyện mà chị dâu nữa. Chưa gặp cái chuyện đâu, chị dâu nữa. Á đậu á, lúc mà bác á đậu nó về đó. Không, phò mấy chị dâu, hai chị dâu đi. Đấy, kẻ loạn đó. Cái đó nội tình của ổng không nói, mà nói cái chỗ là ổng hàng Tào Tháo, nhưng mà ổng vẫn đó. Vẫn nghĩa với đó, về sau Tào Tháo sợ đó, mà ông có tha cho Tào Tháo nữa. Đó, tiếng nhóc cũng tha nữa, nên cái kẹt vậy, Trung Nghĩa Dũng. Người ta thờ cái đó đó thầy, trời cái tính như vậy. Đó. Chứ liên cái đó chứ không phải gì hết. Còn mấy ông kia giỏi thì có, đúng thì có, nhưng mà Trung không có. Nhưng mà ở đây ý thầy á, ông đang muốn nói tới cái chỗ là ông giết mấy chục ngàn người mà ông Dũng, ông cũng giết. Cái đó là Dũng thôi. Thì Dũng, nhưng mà ông giết người. Cũng là cái tội chứ sao? Ông người đó đi ngộ, ông được đó, ông thánh.
Thắng nó nghe là đi lên rồi đó. Thầy phong lên. Thầy biết thầy ông ấy xuống địa ngục. Thầy cho ông lên thiên đàng. Thế là mình cho. Chứ không thấy đâu, chết cúi. Đó thấy chưa. Ông chứng minh cho ông coi rồi, ông có lý do không? Giống như Tần Thủy Hoàng đó, hắn giết cả triệu triệu người, sao bây giờ làm gì không biết, làm thánh làm gì đâu biết. Đâu có làm thánh, đâu có ai phong hoặc thành người làm thánh đâu. Thì dân người ta không phong, không, mà dân người ta để lại cái lịch sử mà. Cả lịch sử. Ông Nga nói thì nó trúng có phân nửa rồi đó. Dạ. Thật sự cũng phân nửa rồi đó, tại vì cái đó là nói về về Trung Nghĩa Dũng. Nhưng mà có khi Trung quá nó thành ra ngu Trung không? Nghĩa quá có thể ngu nghĩa không? Ví dụ như coi chừng ông. Bởi vì cho nên khi mà ông qua dân trường, mà khi mà ông ra là ông luôn bởi ông gì ông Gia Cát Lượng đâu biết là đưa ông này đi là coi như ta tao tàu rồi. Bây giờ quay trở lại thực tế cái cuộc sống mình bây giờ nè, cách đây mấy năm trước nè, Obama đi đào tận cái hang quyệt của Osama Bin Laden để triệt cái thằng cha Bin Laden đó đó. Giết nó chết, bởi vì sao nó giết nhiều người quá, nó là hạt nhân nó giết, nó xây quỷ diệt nhiều người nữa. Obama tế thế để mà xử nó, phải không? Thầy tưởng nó không làm nên lịch sử hả? Cũng làm nên lịch sử đó nghe, cả cái thế giới bây giờ người ta nói Obama Bin Laden là số 1 cái gì? Giết người. Cũng số 1 mà là giết người, nó vậy. Còn không một được vinh quang cái gì đó. Cái ông cũng ông này... cũng đồng thời giết người hàng loạt vì đất nước như chuyện của ông Quang Vũ vậy đó. Nhưng mà tại vì ông kia ông viết á, ông viết nó có cái thù cá nhân. Nó có cái riêng, một phần riêng, thù nhà, thù cá nhân nữa. Còn riêng ông Quang Công á, ông đặc biệt là ông không có cá nhân. Ông như ông nói là Trung Nghĩa Dũng. Nhưng cho nên khi ông chết ông vẫn bị đọ, chứ không phải ông bị đọ. Ông bị đọ cho nên ông rút mà ông rớt cái đầu rồi đó. Thì ông cứ ông đi vô đi ngang cái chùa, ông cứ ông làm quỷ mà. Thay vì chưa lên thần là quỷ thôi. Nhớ thần với quỷ nó cách nhau chỉ đường tơ kẻ tóc à. Đúng rồi. Thiện ác có nhiều đó. Cho nên ông cứ ông nó trả đầu cho ta thì ông thầy ông mới nói là vậy chứ ông chém bao nhiêu người thì ông mới ngộ, mới phát ra tâm làm và làm chân thể trong chùa. Nhưng mà thật ra đó, cái Trung Nghĩa Dũng của ông quan nhân trường á, thật sự nó cũng là ngu trung chứ không phải là chánh trung đâu. Ngu trung chứ không phải chánh trung, là thật sự trung với Lưu Bị cũng là ngu trung, biết cái thằng này nó bạc nhược. Tôi nói là Lưu Bị là tên bạc nhược chứ không phải Lưu Bị, mà tên đa mưu. Đó tên mà gọi là... Thầy ơi, này nói về cậu dông á, cái kết nghĩa vườn đào của ông á, từ cái lúc đó, ông có chịu lệ thuộc luôn, anh biết không? Cái kết nghĩa vườn đào á, ba anh em làm với nhau đó, Lưu Bị, Quan Công, Trương Phi đó, thì thành là cái tích đó mà ông mới theo. Rồi từ đó ông theo luôn. Dù ông biết nào, nhưng mà lúc mà chúc anh kết nghĩa với nhau thì tại sao rồi? Anh đâu cần biết đâu. Okay. Nói chuyện nhầm cái, anh trúng kính nghĩa, trúng đại nghĩa, hợp với nhau, rồi kết nghĩa anh em. Đúng rồi. Có dạy thôi thầy, do vậy đó là phải trung thì đó thì tốt, cái đó là cái tình cái đó là lại riêng nữa, nó lại riêng nữa. Vậy chứ tại sao cái nghĩa em vậy thì đỡ lại La Thành sao? La Thành đâu tính Trình Giáo Kiêu Trà Thước Bảo sao? Nói cho nên lịch sử nó đã trôi qua, tất cả cái gì nó cũng có thể xảy ra hết trơn rồi. Vậy chứ La Thành trung, nếu không có La Thành làm sao chém đầu được Đơn Hùng Tính để mà cho Đường Thế Dân nặng cho nó dựng cái nhà đường. Trong khi Thập Bát Phản Dương cái như đó, ông nói cho nên nó thật sự ra người xưa nó đủ thứ cái chuyện nó đã trôi qua hết. Thành ra giờ mình nói là mình nói chơi thôi, cái kia là mình ngồi mình nói. Một mặt mình tôn trọng, một mặt mình cũng muốn đả phá, nhưng mà thật ra thì là điều tôn trọng, bởi vì là cổ nhân hết rồi. Nhưng mà ý nói vậy đó, nhưng mà những cái vị này coi như mình cho là biết đâu giờ tôi với ông đây là cũng là Lưu Bị, Tào Tháo, ba không, cái chuyện linh hồn sinh tử mình đâu nói được phải không? Nhưng mà cái này thắc mắc cái này là thầy giải quyết được coi. Cho nên có khi mình nói người xưa là mình nói mình đời nay luôn á. Xưa nay đó, dân học thức, dân trí thức, dân kiến thức, dân giả đều nói về lịch sử đó. Hầu hết người ta đem lịch sử Tàu ra người ta nhắc nhở không. Đấy, đó dễ hiểu quá trời. Thì đô hộ thì không nói, tôi không nói. Cái đó chuyện thật, nó là lớn ở Trung Hoa rồi.
anh biết Trung Hoa không? Cái hoa thơm ngay ở giữa đó, tất cả nó tỏa hết, tất cả nó gọi, tất cả đều là man di mọi giờ hết. Anh phải nhớ như vậy đó, mình là man di mọi giờ. Tôi nói anh nghe như vậy. Sếp xin lỗi ngài, nó chưa tới đó ngài, mình nó chưa tới đó. Cái thật sự, ra, nếu nói về cái lịch sử nhân loại á, thì có hai nền văn hóa cổ nhất thôi, là văn hóa Đông Độ, là văn hóa Trung Hoa cổ đi, và văn hóa Ấn Độ thôi. Nhưng mà Ấn Độ nó không phù hợp, tại vì nó với cái tính cách tôn giáo, nó nhiều hơn tính cách nho gia để cái đạo lương làm người. Cho nên vì vậy mà buộc lòng cái dân tộc Việt Nam mình, chứ hơn nữa dân tộc Việt Nam mình nó cũng phát xuất từ cái thủy tổ là 4.000 năm thầy người ta, người ta la làng là 4.000 năm dân. Giờ nay là 4.898 năm rồi. Đó gần 5.000 năm rồi. Trước Đức Phật ra đời là... Cộng Hoa nhưng mà vẫn thua Tàu, vẫn thua Trung Cộng, anh tướng Trung Hoa, thua không, xa. Mình ở trong đó, mình từ trong đó đi ra. Trung Hoa không phải là một cái đất nước hoàng mỹ mà nó kết hợp nhiều cái thằng đó để chiếm được Trung Hoa. Vì vậy gọi là Trung Hoa. Nhưng mà cái nền văn hóa này là tiền nhân cổ kim thủy tổ của chúng ta, nói chung chứ hình đề mình tại mình ghét nó là chứ, mình nói nó Trung Cộng là cái sau này, chứ còn thủy tổ của chúng ta là từ cái nền văn hóa này nè đó. Cho nên như vậy mà cái nền văn hóa này nó chủ trương cái đạo làm người, nhưng mà từ ngày nó nhuộm cái màu đỏ tới bây giờ nó thành nó trở thành loài thú dạ thú thôi. Chứ thật sự ra nếu mà xét cho cùng suy cho tận, nếu mà Trung Hoa mà nó vẫn giữ như cái truyền thống cổ ngày xưa, dầu là nó có đô hộ thật, dầu là có đi đâu cũng muốn văn hóa lịch sử nhưng mà về cái văn hóa lịch sử, về cái con người thật á, họ vẫn là nghĩa khí trung can, trung thành nghĩa tử đàng hoàng. Nhưng mà từ cái chuyện mà tại con cái đông quá rồi thống nhất Trung Hoa lục địa, rồi sau đó là kia rồi tới bây giờ nó mới như vậy thôi. Chứ đúng ra thì mình nói đi thì nói lại, chứ chúng ta đều là con cháu của tiền nhân hết á, thấy không? Nhưng mà mình hay cái dân tộc của mình là khi tách rời ra là mình làm chủ quyền trở lại. Cái đó là nếu như chúng ta tự hào dân tộc Việt, chúng ta nhớ ơn của các vực tiên đế ở đây, gọi là cái đời Hùng Vương đó, đời Kinh Dương Vương đó. Nhưng mà bị ảnh hưởng nhiều lắm, thật tình là bị ảnh hưởng. Trời, sao ảnh hưởng được cái đô hộ quá trời. Có Việt Nam tự bên Phúc Kiến, tự bên Quảng Châu rồi. Cho tới Tây Thi đó, Tây Thi cũng là... Bà Trưng lấy lại đó. Từ bên đó. Đi lấy lại đúng Quảng ở đây. Ra tới Quế. Xa lắm cái hồ Đông Đình nữa. Ra tới Quế là hết rồi. Ra tới Quế thôi, chỉ vậy thì cái thủy tổ của Việt Nam mình nó là nó có đâu từ đâu mấy ngàn năm trước đó. Cho nên là ông Trung Quốc kia ông nay là ông lấn ông lấn ông nếu như cái thời đó đó mà theo trò nghĩ đó, nếu mà cái thời đó mà có ai mà cùng nhau hợp lực với tiền nhân với bậc tổ của mình là ngài Lý Thường Kiệt á, là quýnh luôn, đánh qua lấy lại luôn được. Nhưng mà thầy mình tới yếu quá, mình đẩy đánh nó ra tới đó thôi, mình lao đi về. Mình cái nhánh thôi thầy, sao lấy được, nói được. Chứ đúng là thì cái lúc đó mà nếu mạnh một cái nữa như thế thì mình quýnh chạy dài tới đó luôn. Hai bà Trương quýnh thì thắng rồi đó, ông nội. Thắng đi bà luôn á. Anh đi ở Hồ Đông Đình đó. Hiện tại bây giờ có đền thờ và hai bà mới nói. Không có. Không có. Ở đâu? Ở trên bên Hồ Đông Đình á. Người ta... Ông Đình Hồ ở Bắc hả? Ở Bắc hả? Ngoài bên Trung Quốc á. Anh biết đánh tới đó luôn. Đánh cho người ta sợ đấy, đánh đi kinh không, không có đánh Hát Giang à. Hát Giang là đủ không đủ Hát Giang là Tôn Định nó chui xuống cống rồi. Cho nên hai bà mới ý lại là tưởng đâu vậy, là nó sợ nó đi luôn, ai nhìn nó chui xuống cống, cho nên hai bà mới lên ngôi được có 6 ngày hả, chưa đựng tuần lễ sao đó, nhiêu đó mấy năm hay mấy ngày đó. Nhưng mà cái đền thờ hai bà Thương ở Sài Gòn đó còn nhỏ xíu nhỏ hơn đền thờ Đặng Đạo nữa, thấy thương. Trời ơi, mờ mịt, không có ai chú ý trên cái trò này. Không phải không, tại vì đời sau nó mạnh hơn. Nếu đúng ra cái đền thờ, ví dụ mỗi một thế hệ, tại vì đời tràn nó quá mạnh. Mà rồi ngài Đặng Đạo coi như một bậc thánh rồi, vừa là đạo lý, vừa là đạo Phật, vừa là đủ ông thứ. Ông là tướng thôi, chứ còn hai bà Trưng là người ta... Hai là vương, ông nội ơi. Dạ? Ông là vương rồi, vương đạo vương rồi. Đạo là lúc đó là ông vương cho ông. Người ta phục ông ta đánh, anh ấy đánh trận nào, đánh trận nhất là Trảm Ma, ít kêu quá. Người ta kể lại không, thật ra hai bà Trưng này giỏi thật, nhưng mà về thật ra cái yếu về cái trí.
Theo lẽ lúc đó quýnh luôn, quýnh như ngày Lý Thường Kiệt, quýnh thẳng như bển luôn thì nó không có cơ hội đâu bạn. Không có sức, thì biết thì mình nói cho nên không đủ cái... Tầm thì có, mà sức thì không. Bà có tầm chứ bà nhìn bánh tới mà. Bà có cái đó gì đánh tới. À, cho nên mình nói thì tiên mà điều mình vẫn tự hào nước Việt Nam ta là có một nhân đúng ra là mình theo lẽ nó thông thông là mẹ đó, đúng rồi đó, là mẹ Việt Nam anh Thư anh đúng nói. Rồi là bà Trưng bà Triệu đi nhưng mà đúng nó theo lẽ dân văn hóa Việt Nam mình là mà mình nói xin lỗi là phải sắc phong dữ dằn lắm mới được, mà đằng này mấy ông đâu quan trọng vụ đó đâu. Thật ra kiếm được như bà Trưng, bà Triệu, mình nói xin lỗi chứ tôi theo lẽ tôi còn lại nữa, giờ mình xuất gia mình phải một người thì gì dân tộc như vậy. Đúng rồi. Nhưng mà ý nó là thiệt đâu, ông đang nói đúng là quýnh tới đó là hết sức rồi. Không có sức này đất nổ quá. Chứ không phải như ngày Lý Thường Kiệt, ông Lý Thường Kiệt là liều mình quýnh thắng qua tới bệnh luôn. Không nổi đó, cho nên phải rút về đấy. Ông nó ẩu đó mà chúng chửi ông đó. Ông nói Lý Thường Kiệt khổ đó, mà thiệt Lý Thường Kiệt mà không tiễn nó qua tới bệnh thì nó để cho yên không? Nên nước Nam phải không? Dạ. Muốn làm nhiều nước Bắc. Cho nên nếu lúc đó mà mình đủ quân hiệp lực nữa thì quýnh luôn lấy lại bên đó thì nó không có làm nào được. Đó, nó mới. Đó thì, lúc đó tụi nó như mặn, cái Trung Hoa bị hát đổ mà. Bị cái giặc Mông Cổ đánh chiếm lần đó. Ừ. Đó giặc Mông Cổ đó, đánh chiếm. Thì anh thấy nó xuất thân nhưng mà hồi đó đó thành Cát Sán nó mạnh lắm. Nó mạnh lắm xuất thân từ cái gì chứ tự nhiên đó. Có cái chữ Trung Hoa nó ra đời á. Trước đó làm gì có cái chữ Trung Hoa nào, trước đó là 5-70 cái tỉnh cái thôn của ta trở lại cái đó bây giờ hợp Trung Quốc trở lại đó mà nó đi xa hơn vấn đề đến giặc rồi. Nhưng mà trở lại cái vụ nãy mình đang nói vụ văn hóa đó à. Từ xa xưa thì nó chỉ có hai nền văn hóa cổ đó thôi, còn cái nữa thầy nói ấy đó là cả. Nhưng mà nó xa quá, nó không dính tới là Ai Cập nữa. La Mã nữa. Ai Cập lớn lắm thầy. Ai Cập thầy chưa biết. Nộp cái mấy cái tháp nó xây cơ. Anh cũng thắc mắc rồi. Thầy lắm thầy. Văn hóa lớn lắm thầy. Văn hóa Ai Cập. Bây giờ người ta còn nghiên cứu văn hóa cổ của Trung Hoa. Trở lại á, là nói vấn đề hồi nãy đang nói vụ Bà La Môn nó chạy dài. Đang nói vụ này cái nó chạy dài, nó vụ kia vụ mà cái phái Bà La Môn Tịnh Vệ đó. Nên sau này ở Việt Nam mình cũng có phái là Tịnh Vương đó. Thì nó cũng giống, có thể nó cũng giống giống đó đó. Ông này cũng nghiên cứu sâu sắc ông mà gọi là Tịnh Vương đó. Ông nói là tiền thân của ông Di Lặc đó. Nhưng mà sao ông Ngô Tấn Kiệt cũng chưa về tới ông nghiên cứu đó, ông cứu đó. Ông Di Lặc là đẻ chuẩn bị sanh ở Việt Nam không, chứ không nghĩ tới miền Trung đâu. Thế có cái phái Tịnh Vương đó. Tịnh Phạn Vương đó. Không, cái phái Tịnh Vương. Tịnh Vương mà sau này về Việt Nam mới cho thành lập lại đó. Thành lập là một cái giáo hội riêng đó đó. Thì cái thì thờ chuyên gọi là thờ Đức Di Lặc, thì nó là Đức Di Lặc là hiện thân của ông giáo chủ giáo phái này đó. Thì còn hay không, ông Tịnh Vương cũng hay à, nghiên cứu sâu sắc và nghiên cứu thì sâu sắc. Ông nghiên cứu sâu sắc. Xin phép thầy chỗ này mở ngoặc á, nó hơi ngoài lề một chút, nhưng mà để cho thầy thấy cái điều này là mới hay nè. Ngày xưa ở Sài Gòn nó có một cái gọi là cái cột thủ ngữ. Gọi là Bon de la Guerre đó, cái chỗ đó là cái chỗ để cho Tây sáng chủ nhật á. Cái thành phần mà khá giả đó, có tiền đó, mà có học đó, có tập trung về cái đó gọi là cái điểm. Bon de la Guerre là cái điểm hội tụ những cái thành phần lại có ăn có học, còn nói người ta nghe, người ta nói mình nghe được đó. Chứ không phải tôi nói anh nghe không được gì hết trơn, nói ào ào tôi không hiểu gì hết. Thì gọi là không, thì không phải là Bon de la Guerre là vậy đó. Ta tập trung lại ta nói mà nó tràn ra là hại suốt một ngày uống cà phê uống nói không hết chuyện nói. Ồ, thì thích không đó. Tại đó cái ông đang nói hồi nãy giờ đó là có nửa tiếng đồng hồ thôi mà nó dẫn tới bao nhiêu cái đề tài ông có biết không? Ông thấy không? À, nó này nó không phải đâu bông đâu là ghê, nhưng mà nó là vậy đó, nó nhập cuộc được cái bắt đầu nó nảy nở đẻ thêm. Nói hồi cái tự nhiên cái tư tưởng mình nó phong phú lên vậy đó, là vậy đó, là vậy đó. Đấy, đi ngang đang học nhiều thứ lắm. Hết Sài Lan đi. Khoai lang nó ngọt thiệt. Đây cũng vô không. Tại vì uống cái này vô. Uống hai cái khoai lang ngọt, khoai lang kali mấy cô gửi qua đó. Nói vậy. Ok.